quý vị và các bạn, trong vụ lúa thu đông năm 2021, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn bền vững SRB kết hợp ruộng lúa bờ qua. Mô hình được thực hiện tại hợp tác xã nông nghiệp phường Châu Phú B có 21 hộ nông dân tham gia với diện tích gieo trồng 15 hecta với giống lúa OM18 5451 Đồng thời, mô hình còn kết hợp trồng qua nhái dọc theo bờ ruộng để khuyến khích nông dân tuân thủ thực hiện các tiêu chí theo SRB. Tham gia mô hình nông dân được hỗ trợ 50% giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay, lúa được hơn 75 ngày và đang trong giai đoạn ngầm sữa. Hoa cũng đã nở vàng rực rỡ, làm đẹp cảnh quan môi trường và còn thu hút các loài sinh vật đến cư trú sinh sản, nhân mật số gọi chung là thiên địch. Áp dụng theo mô hình này là đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác lúa, nhằm giảm chi phí vật tư đầu vào như giảm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạ giá thành sản xuất. Bên cạnh đó còn nâng cao chất lượng sản phẩm vì sản xuất theo hướng an toàn sinh học, đồng thời cũng góp phần làm thay đổi tập quán canh tác của bà con nông dân, gieo sạ dày, phải sử dụng nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giảm tác động ảnh hưởng đến môi trường, nhất là phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ và hiện đại. Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRB dựa trên nền sản xuất theo hướng 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, góp phần giảm chi phí, bảo vệ sức khỏe người sản xuất tiêu dùng và đáp ứng tiêu chuẩn doanh nghiệp hướng đến sản xuất bền vững.